Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 6 yêu cầu bắt buộc đối với phòng cách ly tại trường học. Đẩy nhanh phát triển chính phủ điện tử trong dịch Covid-19. Khánh thành trạm rửa tay xã chiến đầu tiên. Không tích trữ thuốc sốt rét để phòng Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, theo yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, một trong những phần việc quan trọng của các nhà trường hiện nay khi chuẩn bị các điều kiện an toàn, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại là phải đảm bảo mỗi trường học có một phòng hoặc khu cách ly. Đây là nơi để dự phòng khi có trường hợp học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của trường có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt thì thực hiện cách ly ngay lập tức, đồng thời thông báo cho cơ quan y tế tại địa bàn để có biện pháp xử lý phù hợp. Để có căn cứ cho các nhà trường chuẩn bị phòng, khu vực cách ly bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa ra 6 yêu cầu bắt buộc đối với phòng, khu vực cách ly. Thứ nhất, ưu tiên chọn phòng cách ly có công trình vệ sinh khép kín. Thứ hai, bảo đảm thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, không dùng điều hòa, hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường. Thứ ba, tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng. Thứ tư, bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy, thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế, thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường. Thứ năm, bảo đảm trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định. Thứ sáu, có nội quy khu vực cách ly, hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly, bảo đảm an ninh, an toàn, không tổ chức ăn uống tập trung trong khu vực cách ly, cung cấp suất ăn cho người được cách ly và bảo đảm an toàn thực phẩm. Với mong muốn chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, ngày 23 tháng 3, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành trạm rửa tay xã chiến tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hà Nội. Trạm rửa tay xã chiến đầu tiên tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, nơi thường tập trung nhiều người dân và du khách, đã được khánh thành nhằm phục vụ nhu cầu rửa tay mọi nơi, mọi lúc của người dân trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đây là hoạt động mở đầu cho 100 trạm rửa tay dã chiến sẽ tiếp tục được lắp đặt trên toàn quốc tại các nơi công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du lịch, trong đó Hà Nội sẽ lắp đặt 20 trạm. Cũng trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi nhảy tại chỗ vũ điệu rửa tay trên nền nhạc GenCovid 2.0 cũng được phát động nhằm gây quỹ để lắp đặt các trạm rửa tay tiếp theo. Cũng trong dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng trao tặng kinh phí gần 400 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Hiện nay, hầu hết việc đo thân nhiệt vẫn được thực hiện thủ công, nên nhân viên y tế vẫn phải đứng gần thực hiện công đoạn đo thân nhiệt. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo, cũng như nguy hiểm cho cán bộ y tế. Nhằm hạn chế những rủi ro đó, giáo sư Bùi Văn Ga cùng nhóm nhà nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng đã sáng chế ra máy đo thân nhiệt từ xa, với nguyên lý hoạt động đơn giản và giá thành thấp, rất dễ để triển khai nhân rộng. Thay vì phải sử dụng máy đo thân nhiệt cầm tay để đo thân nhiệt cho những người đi vào tòa nhà Đại học Đà Nẵng, thì giờ đây, với thiết bị đo thân nhiệt này, nhân viên y tế chỉ cần ngồi trong quầy vẫn có thể đo được thân nhiệt người ra vào cơ quan. Điều này đã tránh được việc nhân viên y tế tiếp xúc gần với những người được đo thân nhiệt. Trước khi mà lắp cái máy này thì mình phải đứng trực tiếp đo cho người đi ra và đi vào, thì đó là khoảng cách nó là rất là gần, thì đó là nó sẽ nguy hiểm cho nhân viên y tế cũng như là người khác cộng đồng. Thì từ khi mà triển khai cái máy này thì mình thấy rất là yên tâm. Chiếc máy đo thân nhiệt từ xa này là ý tưởng đề xuất của giáo sư Bùi Văn Ga, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với thời gian trong 2 ngày kể từ khi ý tưởng được chấp thuận của Đại học Đà Nẵng, giáo sư Ga đã cùng nhóm cộng sự của mình cho ra đời chiếc máy đo thân nhiệt này. Một trong những ưu điểm của chiếc máy là máy có thể điều chỉnh theo chiều cao của người cần đo, thông báo kết quả nhiệt độ qua internet để có thể theo dõi từ xa. Là Đại học Đà Nẵng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái sản phẩm đo thân nhiệt từ xa nhưng rất đơn giản và rẻ tiền. Ví dụ như cái máy của bọn mình này thì nó chỉ có bằng khoảng 2 hoặc 3% cái giá thành của cái máy đo thân nhiệt hiện nay thôi. Tức là nó chưa tới 10 triệu đồng với những cái thiết bị vật tư rất là đơn giản mà nó có sẵn ở trên thị trường.
Với nguyên lý hoạt động đơn giản, sử dụng những thiết bị sẵn có trên thị trường với giá thành thấp, nhóm nghiên cứu cho biết sẵn sàng chuyển giao công nghệ này đến các đơn vị có nhu cầu để nhân rộng thiết bị đo thân nhiệt từ xa, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam vừa công bố kế hoạch khởi động hai khóa học trực tuyến bằng tiếng Việt về chủ đề điều trị COVID-19 với mục đích tạo thuận lợi cho độc giả Việt Nam tiếp cận được những thông tin mới, các tài liệu khoa học có bằng chứng vững chắc về căn bệnh này. Hai chương trình học dự kiến ra mắt vào cuối tháng 3 năm 2020 và được cung cấp hoàn toàn miễn phí, cho phép mọi người quan tâm tới việc điều trị COVID-19 đều có thể truy cập dễ dàng, thuận tiện. Khóa học thứ nhất với thời lượng 10 giờ đồng hồ tập trung đào tạo các nội dung về xử trí lâm sàng cho bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp cấp nặng, thường gặp ở các bệnh nhân nhiễm các loại virus hô hấp mới nổi như cúm gà, H5N1, H7N9, COVID-19. Khóa học này đặc biệt hữu ích với đội ngũ điều trị lâm sàng, làm việc trong các đơn vị chăm sóc tích cực và điều trị cho các bệnh nhân người lớn và trẻ em bị viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp, sốc nhiễm khuẩn. Khóa học thứ hai kéo dài 3 giờ đồng hồ, cung cấp kiến thức về phương pháp phát hiện, phòng ngừa, đáp ứng và kiểm soát các virus hô hấp mới nổi, bao gồm virus SARS-CoV-2. Nội dung này dành cho những chuyên gia y tế công cộng, các nhà quản lý sự cố y tế và các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển. Cả hai khóa học đều có thể truy cập qua openwho.https://openwho.org/channel/covid19national language hoặc nền tảng y khoa trực tuyến IBSA e-learning for health của Đại học Y Dược Hải Phòng. Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một bệnh nhân dùng 15 viên thuốc trị sốt rét chloroquine phosphate với mục đích phòng dịch COVID-19. Sau khi uống, bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc, mắt đỏ bừng, mắt nhìn mờ, run tay nên được gia đình đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được điều trị kịp thời và đã ổn định. Trước tình trạng người dân mua tích trữ thuốc điều trị sốt rét để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã cảnh báo về tác hại của việc tự ý sử dụng loại thuốc này. Chloroquine sunfat và erythromycin là hai cái thuốc mà chúng ta biết là sử dụng trong sốt rét là chloroquine sunfat để đưa vào cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân hiện nay và chúng ta đang điều trị tại một số các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thế và cái đề tài đánh giá nghiên cứu này cũng đã được Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký để chúng ta vừa sử dụng theo cái phác đồ mà thế giới và FDA đã phê duyệt cũng như là để xem xét những cái tính năng, tác dụng và các cái cơ chế khi mà chúng ta áp dụng ở Việt Nam. Hiện nay chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine. Do vậy mà các biện pháp điều trị, các thuốc đều là hỗ trợ để giúp cho người bệnh nâng cao thể trạng và điều trị các triệu chứng cùng với các kỹ thuật mà chúng ta hiện nay đang thực hiện với những bệnh nhân nặng theo nguyên lý của cái điều trị về hồi sức tích cực. Thế do vậy mà những cái thuốc chúng tôi thấy rằng như những cái thuốc y học cổ truyền, những cái biện pháp dân gian để phòng chống cúm hoàn toàn chúng ta vẫn áp dụng sử dụng bình thường, từ cái việc ăn dùng tỏi rồi thì sông rồi thì ăn lá lốt, tía tô vân vân. Những cái đó thì chúng tôi cho rằng là chúng ta thực hiện để mà trong cái bữa ăn của mình phòng tránh, rồi ngay kể cả những cái biện pháp mà chúng ta giữ ấm mái đầu rồi thì mũi họng tai rồi bàn chân bàn tay vân vân, những cái đó là rất là cần thiết để trong cái phòng chống những cái bệnh mà chúng ta thấy rằng là với cái khí hậu thời tiết của chúng ta là nó nóng ẩm rồi thì lạnh rét vân vân. Thế còn đối với thuốc thì đều phải có chỉ định của bác sĩ, ngay kể cả đối với các cái thuốc mà chúng ta hiện nay như thuốc chloroquine sunfat mà hội đồng chuyên môn mới cho sử dụng ấy, thì cũng phải là theo phác đồ và bác sĩ chỉ định. Để chúng ta không nên mua thuốc dự trữ ở gia đình, và những cái thuốc đó đều có những cái chỉ định rất nghiêm của các cái thầy thuốc và của các nhà chuyên môn. Bộ Y tế vừa có công văn số 1435 về việc phát động phong trào thi đua ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế cho biết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đầy khó khăn và thử thách. Giai đoạn này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa mới có thể khống chế dịch bệnh. Phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn ngành y tế nhằm kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong ngành y tế phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc thống kê, lập danh sách và quản lý chặt chẽ sức khỏe nhóm đối tượng có nguy cơ như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính để khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe tại nhà đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các địa phương nhanh chóng thực hiện. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai. Bị tăng huyết áp và mỡ nhiễm máu đã 15 năm nay, bà Phạm Thị Hạ phải đi khám định kỳ tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh để lấy thuốc và đo huyết áp. Từ khi tỉnh Quảng Ninh xuất hiện các ca mắc bệnh COVID-19, cán bộ y tế tại trạm y tế phường đã đến tận nhà để khám và kiểm tra sức khỏe cho bà Hạ. Mình cảm thấy yên tâm nhiều chứ khi mà mình không phải đi ra ngoài đường, không phải tiếp xúc với nhiều người. Mà các chị đến đây thì nói chung là người ta tư vấn cho mình và cũng phát thuốc cho mình thì yên tâm hơn nhiều. Bên cạnh việc đến tận nhà thăm khám, cán bộ trạm y tế phường còn tuyên truyền bằng loa phát thanh về các biện pháp cần thực hiện để phòng tránh nhiễm bệnh COVID-19, nhằm hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc bên ngoài cho người dân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Các đồng chí ở trên các khu là đã có những hồ sơ sức khỏe lập ở trên phần mềm, thì tự phải theo dõi cái khu của mình. Có gì phát hiện kịp thời thì bất kể một lúc nào, thời gian sáng tối thì các đồng chí cũng sẽ xuống dân kịp thời để khám và tư vấn kịp thời cho nhân dân để nhân dân được yên tâm. Ngoài cán bộ nhân viên y tế tại các trạm phường, xã, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh còn điều động cả cán bộ nhân viên tại một số bệnh viện hỗ trợ khám tại nhà. Khi mà dịch bệnh lan truyền trong cộng đồng thì đây cũng là những cái trường hợp mà dễ bị xâm nhiễm bệnh và dễ dẫn đến tỷ lệ tử vong rất là cao. Cho nên là với một cái khuyến cáo về cái tỷ lệ những cái người bị bệnh nền như thế này thì chúng tôi sẽ có những cái phương án để phòng ngừa cho những cái đối tượng này tốt hơn và chủ động hơn. Ví dụ như chúng ta phải chuẩn bị những cái cơ số thuốc rồi là máy thở để phục vụ cho những đối tượng này mà chẳng may những đối tượng này bị bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới với WHO và Bộ Y tế cũng đưa ra lời khuyên để bảo vệ người cao tuổi khỏi nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 vì bệnh gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất ở người lớn tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền, bệnh mãn tính. Do đó, việc phòng dịch ở người cao tuổi cần nhiều lưu ý hơn. Việc phân loại và khám tại nhà cho những đối tượng này sẽ hạn chế được nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 tháng 3, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng chống dịch COVID-19. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định vừa có công văn gửi các huyện, thành phố tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa và tham quan du lịch trên địa bàn cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ 19 giờ ngày 22 tháng 3, các địa phương trong tỉnh tạm dừng tất cả các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thể dục thể thao, tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, sông hơi, massage, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet công cộng. Từ ngày 23 tháng 3, tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan du lịch tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Nam Định cũng đã dừng tổ chức lễ khai ấn đền Trần và lễ hội Phủ Dày. Sau một thời gian triển khai, vừa qua dự án âm nhạc Việt Nam ơi đánh bay COVID do Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng Bộ Y tế phối hợp với nhạc sĩ Minh Beta thực hiện đã chính thức ra mắt. Đây là dự án âm nhạc nhằm cổ vũ và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay trong cuộc chiến chống COVID-19. Ca khúc chính trong dự án là bài hát Việt Nam ơi đánh bay COVID. Nhạc sĩ Minh Beta viết lời mới từ chính ca khúc rất nổi tiếng của anh là Việt Nam ơi. Nhạc sĩ chọn ca khúc này bởi giai điệu đã quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam, dễ hát, dễ thuộc. Bài hát nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, thực hiện đúng các khuyến cáo của Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe để đánh bay dịch COVID-19. Lời bài hát Việt Nam ơi đánh bay COVID thấm đẫm niềm tự hào, có sức cổ vũ lớn. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 khiến người lao động của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có tâm lý e ngại, hạn chế tụ tập nơi đông người. Do đó, việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến là biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa dịch, qua đó đẩy mạnh hoạt động phát triển chính phủ số, chính phủ điện tử. Là người kinh doanh vận tải xuất nhập khẩu, chị Bích Hợp trước đây phải hàng ngày đến làm thủ tục giấy phép cho phương tiện, thì nay chỉ cần đến Trung tâm Dịch vụ Hành chính công mỗi tuần một lần để nhận kết quả hoặc xử lý những thủ tục bắt buộc, vừa hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh.
Cái dịch vụ hành chính công trực tuyến này đã phát huy được cái tác dụng rất là lớn. Đấy là doanh nghiệp không phải đến đi lại nhiều mà công việc thì vẫn rất là trôi chảy. Nằm ở vùng giáp biên, địa hình phức tạp, trước đây thời gian để các cán bộ xã Yên Trạch, tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các chỉ đạo hướng dẫn phòng dịch tới từng thôn xóm phải tính bằng đơn vị ngày hoặc lâu hơn thì nay đã được cải thiện đáng kể với trục liên thông văn bản điện tử. Trong cái công tác mà nhất là công tác phòng dịch hiện nay, mỗi một ngày rất nhiều văn bản chỉ đạo. Trong vòng 1 đến 2 tiếng thì chúng tôi đã có thể triển khai được các văn bản, cập nhật được những thông tin của các cấp và để có hướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nó rất là hiệu quả và nhanh chóng. Có rất nhiều tỉnh thành phố đã tiến hành công tác này bằng cách thông qua các ứng dụng để tuyên truyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến với hình thức trực tuyến như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hải Dương. Chỉ sau 3 tháng đưa vào vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống đã kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu với 14 bộ và 63 địa phương, cung cấp 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở các lĩnh vực bao gồm công thương, điện lực, giao thông vận tải, tư pháp, bảo hiểm xã hội, tài chính, công an, khoa học công nghệ, y tế, xây dựng, kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và lao động. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không tiếp xúc với tiền bạc, giấy tờ, không gặp mặt trực tiếp là góp phần phòng chống dịch bệnh. Không chỉ dừng lại ở kết quả làm được những dịch vụ được công bố mà phải thực sự cải tiến, đổi mới cái này, tiếp tục dành để chất lượng tốt hơn. Mà nhân dịp này thì trong lúc này khó khăn này của xã hội, của do dịch bệnh thì cái tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp rất quan trọng. Tuy vậy, muốn triển khai các dịch vụ công trực tuyến thực sự hiệu quả phải xuất phát từ gốc. Đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước các cấp trong xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm triển khai hệ thống giám sát về chính phủ điện tử để thu thập đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở các bộ ngành địa phương, từ đó có giải pháp thay đổi phù hợp hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi nhất. Hiện nay đang là thời điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài làm cho những cánh rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đứng trước nguy cơ bị cháy rất cao. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ của người dân đốt nương bay vào rừng cũng có thể thiêu rụi hàng chục hecta rừng, gây khó khăn cho lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng. Nhận được tin báo về điểm cháy rừng, lực lượng kiểm lâm thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu nhanh chóng cùng nhân dân có mặt tại hiện trường, đứng trên đồi cao quan sát vị trí cháy nhìn khá gần. Nhưng để di chuyển được đến đó phải mất tới hơn 2 giờ đồng hồ. Do thời tiết hanh khô cùng với lớp thực bì quá dày nên khi gặp gió đám cháy cứ ngày càng lan rộng, khó có thể kiểm soát. Chủ yếu là một số cái đám nương làm sen trong cái khu đám đất trống này là tạo nên một cái số cái vật liệu khi bà con đốt nương dẫn đến nó xảy ra cháy rừng thôi. Đấy là cái khó khăn nhất. Đối với vấn đề thứ hai là cái vấn đề năm 2016 nó có cái trận đại dịch băng tuyết liên quan đến cho làm những cái chết hàng loạt, tạo nên khối lượng vật liệu cháy lớn. Tại khu vực có ngọn lửa đang bùng phát, lực lượng dân quân tự vệ cùng cán bộ kiểm lâm nỗ lực tìm mọi cách để phát đường băng không cho lửa cháy lan tiếp sang khu rừng bên cạnh. Việc chữa cháy rừng trong điều kiện như thế này rất nguy hiểm, người tham gia phải có sức khỏe. Nếu thuận chiều gió, lửa lan đến rất nhanh, không kịp chạy có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tỉnh Sơn La hiện có trên 600.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Mùa hanh khô năm 2020 dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện nay các đơn vị quản lý rừng và ngành kiểm lâm Sơn La đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tôi cũng khuyến cáo người dân là phải sử dụng lửa đúng thời gian quy định và đúng quy định theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là thời gian đốt nương và phương pháp đốt. Thứ hai nữa là khuyến cáo người dân là ngừng đốt nương trong những ngày tháng cao điểm có nguy cơ cháy cao theo như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn. Hiện nay mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn khi dự báo năm nay khô hạn sẽ còn kéo dài. Vì vậy ý thức của người dân cũng là một phần quan trọng để hạn chế việc cháy rừng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên qua Phú Thọ về xuôi, tiêu thụ và bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 kg ma túy tổng hợp.
Ma túy được đóng trong các hộp kim loại ngụy trang dưới dạng hộp sữa bột trẻ em. Các đối tượng khai nhận số ma túy trên được một người thuê vận chuyển với giá 35 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.